Ok và hãy chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình. Dạ vâng, mình là Ender. Và hôm nay mình sẽ chơi một cái trò chơi nhá, trong server Minecraft Grassmine. Thì hiện tại mình đang trong vai của một cái thằng kiểu tù nhân đấy. Nhưng mà thực sự thì tù nhân như thế này chắc mình cũng muốn làm tù nhân quá. Vừa vào game luôn nhá, thì nó sẽ cho các bạn một cái bộ giáp khởi đầu. Thì giáp khởi đầu thì tất cả đều là Unbreaking 10, rồi kiếm Unbreaking 10, cúp thì có hiệu suất 10 và Unbreaking 10, rìu và tất cả, nói chung tất cả đấy đều có enchant luôn nhá. Và thậm chí mình thấy cái điều rất là vô lý đấy, ngay cả cái miếng thịt bò đó, đến miếng thịt bò nó cũng được enchant luôn này. Wow, đó, ui, thịt bò nó được enchant luôn nhá. Và mình đảm bảo các bạn sau khi ăn cái miếng thịt bò này xong, các bạn sẽ ỉa ra một cục cứt đúng màu cầu vồng. Ui, các bạn thấy đúng không? Đấy, thịt bò enchant này, ăn. Đấy, xong các bạn sẽ sở hữu một cục cứt sáng bóng. Enchant đó, ăn Breaking 10. Ui, enchant không thể bị phá vỡ 10 cho thịt bò các bạn ạ. Wow, ui, cái thịt bò này chắc ăn chắc là răng rủng, chắc là bay hết đi mất. Oh my god, ui. Thực sự thì mới đầu game thì ăn thịt bò này thôi cũng coi như chấp nhận. Và hiện tại là mình đào cũng khá là lâu rồi. Và số block hiện tại mình đào được đấy là 4635 khối. Và để có thể, hiện tại mình đang ở rank A nhá, để có thể lên rank cao hơn, chúng ta sẽ phải farm những cái khối đá này. Đó, farm đá rất là nhiều. À không, đây là farm khối thạch anh. Yeah. Đó, chúng ta sẽ farm những cái khối thạch anh này. Và sau đấy các bạn sẽ bán đi, cho đến lúc mà kiểu tiền chúng ta nó quá là nhiều rồi, thì chúng ta có thể lên được những cái cấp cao hơn, để có thể đào được những cái thứ khác nhá. Đây, ok, hiện tại mình đang cố gắng đào cái củ lìn này. Nhưng mà đào kiểu này thực sự rất là lâu. Và cái số khối mình đào hiện tại nó sắp lên con số 5.000 block luôn rồi các bạn ơi. Oh my god. Rồi, 5.000 block luôn rồi. Và có vẻ như là để kiếm được 80.000 đấy, số tiền để có thể lên rank, được lên rank từ rank A lên rank B đấy, thì chúng ta sẽ cần số tiền đấy là 80.000. Yeah. Thực sự đào này chắc mình chết mất thôi. Mình sẽ lên và bán xem. Hiện tại mình đang ở trong đây sẽ là có khoảng tầm, đây là khoảng 800 mấy block ấy, mình đoán vậy đúng không? Chắc là khoảng 700-800 block gì. Rồi, ok, chúng ta cái vị trí bán đồ nhá. Thì lúc nãy là mình cũng không biết đâu, thì đây chính là vị trí bán đồ. Đây, nó là một cái bảng. Ôi sao trời tối nhỉ. Đây, nó ghi chữ bán tất cả. Ok, các bạn sẽ vào đây và bán hết đi. Bùm. Và mình đã bán được 714 khối và nhận được 7.140. Ok, 7.140 đô. Thực ra 7.140 đô thực sự nó quá là ít luôn đấy. Ok, và có vẻ như là mình sẽ mua một vài cái thứ gì đấy. Đây, cái point này nhá. Cái point này thì các bạn sẽ phải nạp tiền. Và hiện tại mình đang có đấy là 10.000 point. 10.000 point không biết là bao nhiêu ấy. Thôi kệ đi. Đây, chúng ta sẽ có là booster cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5. Ui, đến có cả cộng 5 luôn này. Damn. Wow, mình sẽ mua cộng 5 nhá. Đấy, ok. Đấy, cái cộng 5 này chắc là nó sẽ gấp 5 lần chắc. Đây, ok, mình sẽ thử nhá. Chứ cứ kiểu đà này chắc mẹ đảo đến tới tây mất. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng lên rank B nhanh nhất có thể.
Ok và wow, và mình bán một phát được 58.000. Đó, các bạn thấy không? Và ok, vậy là mình đã đủ để rank up rồi. Rank up. Ok, chúc mừng mình đi, mình đã lên rank B. À, thực ra nó nhảm lìn vãi đái luôn. Thực sự rank B nó không khác gì từ thằng nghèo khó lên kiểu thằng nghèo khó lên thằng rẻ rách ấy. Nó nhìn nhau vãi đái luôn. Ok. Nhưng mà khi lên rank B có vẻ như chúng ta sẽ có thể sang được một cái khu khác. Ồ, có vẻ như vậy các bạn ạ. Đây, ok, chúng ta đang ở rank B. Và rank B chúng ta sẽ phải đào cái gì đây? Ờ, chúng ta sẽ đào chả khắc mẹ gì cái lúc nãy các bạn ạ. Wow, chúng ta chả đào chả khắc mẹ gì cái lúc nãy luôn. Ờ, nhưng à không, cái khối này là khối khác ấy. Khối này là khối bê tông trắng. Cái lần nãy là mình đào khối thạch anh, bây giờ đào bê tông trắng các bạn ạ. Ờ, có vẻ như cái cúp của mình nó hơi bị yếu đuối so với lại cái rank B. Nhưng không sao, đào vẫn rất là nhanh. Đấy, chúng ta sẽ cố gắng đào này. A few moments later. Ok, và nãy giờ mình đào xem bán thử nhá. Đây, chúng ta sẽ dùng cái biển này xem có thể bán được bao nhiêu. Pum pum, mình bán được đào ít hơn lúc nãy và giá lại được cao hơn. Và có lẽ như là kiểu những cái block này đấy thì nó sẽ được giá hơn so với lại cái block thạch anh các bạn ạ. Mặc dù ngoài đời thực sự thì ngoài đời đây là một điều hoàn toàn ngược lại. Ha. Đấy, chúng ta sẽ tiếp tục đào này. Ui, đói quá. Nào, thịt bò cầu vồng. Rồi xem. Thực sự bán được nhiều hơn luôn các bạn ạ. Rồi và số tiền hiện tại của mình là 105.000. Xem để có thể lên được rank C chúng ta sẽ mất gì nào. 150k. Ui, ít vãi. Vậy là chúng ta sẽ đã không cần tiến xa quá là xa với lại cái rank C rồi các bạn ạ. Rồi, các bạn có thể từ thằng rẻ rách lên thằng nhà nghèo. Thực sự các bạn phải lên tầm rank H mới bắt đầu coi là nhà giàu nhá. Nào, đây. Nào, A, B, C, D, E, F, G, H. Đấy, đến tận H mới gọi được coi là nhà giàu. Oh my god. Nào, chúng ta đây sẽ tiếp tục đào này. Ui, mình vừa đi vừa nhảy vẫn đào luôn này. Ui, cúp đào nhanh đến tận 10 thì hẳn nó sẽ rất là nhanh rồi. Đấy, rồi. Và mình nghĩ chắc là mình phải nâng cấp cái cúp của mình lên mất. Chưa cứ kiểu này chắc đào lên sáng mai. Đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ đi nâng cấp cái cúp nhá. Đây, chúng ta sẽ có đây là nâng cấp kiếm. Ok, không liên quan, mình sẽ nâng cấp cúp. Xem nào. Nâng cấp cúp là cái gì đấy? Tăng thêm tỷ lệ phần trăm nổ trên khu mai. Xem nào. Cái này nghĩa là chúng ta có khả năng kiểu đào cúp và cúp nó sẽ nổ cái vị trí đấy đấy. Có vẻ khá là hay nhá. Đây, và max level là 250. Ok, mình sẽ mua này. Chết, bạn phải cầm dụng cụ để nâng cấp à? Phiền vậy. Đây, ok, bắt đầu nhá. Boom. Boom, 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 boom. Rồi, mình cái gì? Ui, wow, mình nâng cấp một phát hết 100.000 token luôn. Wow. Ôi, hình như mình hết mẹ rồi. Không biết là ôi, không biết là giờ làm sao để có lại được nhỉ. Thôi, chắc mình sẽ phải nâng cấp cái khác rồi. Chứ này, mẹ, 100.000 token của mình đấy. Vãi. Oh my god. Đây, chúng ta sẽ xem nào. Mua cái này đi. 30. Hết luôn này. Vãi chưa? Oh my god. Một lần thì mất 3 token, nhưng mà lúc mình kinh này. Ôi sao mất nhiều đấy nhở. Hiện tại mình đang có đấy là level 30. Ok. Wow. Ok. Ok, và mình đã hiểu được rồi, càng mua càng đắt các bạn ạ. Thảo nào mà hơn 100.000 token của mình mẹ đi được dùng được đúng một tí các bạn ạ. Oh my god. Ok, bây giờ mình sẽ quay trở lại khu mai nhá. Mai và enter, chúng ta sẽ qua khu mai rank C. Rồi. Nào, khu mai rank C chúng ta sẽ có gì nào? Đó, các bạn nhìn ạ. Đó, ghê chưa? Đào cái này sẽ nhanh hơn rất là nhiều nhá. Đào nó sẽ thỉnh thoảng nó sẽ có một cái tỷ lệ rơi, nó sẽ có một cái vụ nổ. Wow. Ui. Đào tốc độ nhanh cực các bạn ạ. Các bạn không tưởng tượng đâu. Ui, cắm một tí kho đồ đầy luôn này. Wow, đấy các bạn thấy sự khác biệt giữa cúp đều và cúp VIP. Rồi, bây giờ mình sẽ bán hết cái chỗ này đi nha, xem sẽ được bao nhiêu. Nào. Boom, wow, chúng ta được 222.000.
quá là ngon luôn các bạn ạ. Đây mình sẽ thử rank up này. Rank up. Boom. 450.000 để lên rank D. Ui, bây giờ mình mới có được 394.000 thôi, chưa đủ lắm. Tại mình sẽ cố gắng mai thêm. Nào, cố lên các bạn ơi. Sắp đủ rồi. Mình nghĩ chắc là... Ui, các bạn thấy không? Mình lia lia qua phát mẹ quay lại đầy đồ luôn. Đó, các bạn thấy. Ui, 100.000 token của mình nó có khác các bạn ạ. Ok, rồi, nhưng mà là giờ làm sao để lên nhỉ? Hello. Ui, các bạn nhìn này. Đấy. Nhưng lối lên ở đâu? Fuck. Không lẽ giờ mình bay được này. Điêu nhỉ? Sao mình bay được? Điêu vãi. Nãy giờ là mình mất thời gian lên. Con mẹ nó. Là mình thề nó là mình mất thời gian lên vãi. Oh my god. Ok. Rồi và mình bán được tiếp tục được 222.000 đấy. Rồi. Ok và lần này mình tiếp tục bán được 222.000 và bây giờ chúng ta đã đủ tiền để rank up rồi nhá. Rank up. Boom. Và mình đã lên rank D. Ok, bây giờ chúng ta sẽ chuyển khu nữa. Mai. Rồi và cuối cùng thì mình quyết định là cứ mua cái này chắc đến Tết mẹ mất. Không biết thế này đủ tiền rank up chưa nhỉ? Chắc lần này mình nghĩ sẽ cần 1 triệu ấy. Đây, rank up. Ui, cậu chuẩn luôn, mình sẽ phải cần 1 triệu để lên được rank E. Thôi, thực sự thì cái kiểu này nó quá là lâu các bạn ạ. Thôi, mình sẽ quyết định đấy là mua luôn tiền luôn các bạn ạ. Cho nó nhanh, đậu xanh. Đã chết. Chúng ta sẽ vào menu này. Shop, đây là shop boy. Shop boy, cửa hàng boy. Đây chúng ta có thể mua được rank luôn này. Mua rank thì bạn sẽ bị trở lại rank A, bù lại bạn sẽ được 60M, nghĩa là 60 triệu. Thì cái này nó yêu cầu là phải mua theo từng cái, từ cái đầu tiên cho đến cái cuối cùng. Chúng ta sẽ có thể mua rank từ cái khu RS gì này. Đây. Rank tiếp tục mình sẽ mua cái rank gì đây? Rank này là rank gì? Rank hero. Ok, rank hero. Rồi, tiếp tục nào. RS. Rồi, tiếp theo là cái rank gì đây? Đây là rank king. Ok, rank king. Và cuối cùng đấy là rank lord. Đây chính nó. Rồi. Và hiện tại mình đã có cái rank cao nhất hiện tại và số tiền hiện tại của mình đấy là 2 tỷ. Oh my god. Đấy, sau khi mà mình mua full rank. Mà hình như full rank mất bao tiền nhỉ? Cái này sẽ mất mình không rõ bao nhiêu tiền nữa. Nghĩa là mình đoán chỗ này chắc là cộng lại chắc khoảng tầm 1000 point. Ok, 1000 point tương đương với khoảng tầm chắc 100.000 hay là 1 triệu gì đấy. Khá là đắt đấy. Thôi mình nhưng mà bù lại thì mình sẽ bị quay trở lại cái khu A nhá. Đây ok, mình sẽ rank up lên ạ. Rank up. Rồi, lên cấp B. Rank up. Lên cấp C. Đó, từ thằng nhà nghèo bắt đầu trở lên thành thằng nhà giàu rồi các bạn ạ. Rank up lên cấp D. Nào. Cấp E. Và cấp F. Lâu vãi. Thôi, chắc là copy paste nhanh hơn ấy. Thôi kệ đi, có mấy cái rank thôi mà. Cấp G. Và cấp H. Nào, rank up. Ok, và cuối cùng mình đã trở thành một thằng nhà giàu chính hiệu. Oh my god, quá lâu các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ qua khu rank H nhá, xem nó có cái gì. Thì cái này có thể tạm tính là thằng nhà giàu rồi, nhưng mà quát nhìn trông nó kiểu chắc hát mẹ gì ấy. Đây, ok, mình sẽ thử đào nhá, xem nào. Đấy, chúng ta sẽ bán hết cái đống này đi. Boom. Thôi có lẽ mình sẽ nâng lên rank cao nhất có thể luôn nào. Rank up. Ok, và sau khi dùng hết 2 tỷ thì và mình giờ mình còn có 44 triệu thôi. Và chúng ta sẽ cần đến 600 triệu để có thể lên đến rank U. Hiện tại mình ở rank T nhá. Ôi rank T, trong bảng chữ cái rank T, chữ T là chữ rất là xa rồi. Và hiện tại mình đã trở thành đại gia luôn ở trong cái khu này rồi các bạn ạ. Nào, menu. Rồi, bây giờ mình sẽ qua khu rank T nhá, xem nó rank T nó sẽ có cái gì nào. Nào, rank T. Boom. Ui. Wow, các bạn nhìn khu rank T. Ui, nhìn xịn xò vãi, nhưng mà
đào thì lại đào mấy cái bò. Cái này thì nó sẽ có vẻ như đào nhanh hơn so với lại những cái khu khác. Đấy, nó đào kiểu này. Đó, ui, mình cứ đứng trên đây mình đào luôn, chắc kiểu này chả cần xuống dưới luôn mất. Đấy, ok, chúng ta sẽ bay lên ạ. Bay lên nào. Ba, ui, đấy các bạn sẽ thấy cái cúp xịn cộng với lại cái một đống tiền của mình, không biết là bây giờ sẽ bán được bao nhiêu đây. Nào, rồi, boom, gần 1 triệu các bạn ạ, quá xịn sò. Yeah, ok, vậy là clip chúng ta đến đây là hết rồi. Và nếu như các bạn thấy thích video này của mình thì hãy nhớ like, share và subscribe kênh để mình có thể sớm cập nhật video nhất. Và cứ là mình, ok, bye bye.